Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp Cầu Nghệ Sĩ. Thưa quý vị, ngày hôm nay anh Theo xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ một nam diễn viên có ngoại hình rất là bắt mắt. Và tin chắc là quý vị khán giả ai đã từng gặp anh một lần rồi thì sẽ nhớ ngay gương mặt của anh. Tuy nhiên, ít ai biết được là anh cũng đã từng tham gia vào những bộ phim như là Kiều Nữ Đại Gia, Cô Gái Xấu Xí, Kính Thưa Oxy Nhân Dân. Bởi vì lúc đó ngoại hình của anh rất là khác so với bây giờ, và anh chỉ thực sự được khán giả nhớ đến và có thể nhận ra từ bộ phim Gia Đình Số Đỏ vai Phát Tài. Xin mời quý vị và các bạn ngày hôm nay cùng gặp gỡ diễn viên David Phạm. Chào bạn. Hello, chào anh Thơ. Cho David Phạm gửi lời chào đến tất cả các quý vị khán giả đang xem trước màn hình. Gì con? Lên xuồng con. Con đã, con có ý kiến như thế này. Gia đình mình là gia đình giám đốc, không thể nào đi chiếc xuồng quê mùa vậy được. Giám đốc ở đây đi toàn xe hơi không à, cho nên mình mướn một chiếc taxi. Ê con, đừng. Để con nói hết đã. Sẵn tiền chiếc taxi chở đi vòng vòng, sẵn tiền cái chiếc xuồng mình đi luôn, một công hai chuyện. Thấy Phát Minh còn nói hay, kêu taxi đi con. Dạ. Sang quá à. Ăn nhà hàng rồi đi taxi nữa. Sao không ngủ khách sạn đi cho đủ bộ. Ăn nhà hàng rồi ngủ khách sạn. Hay. Trời ơi Út ơi Út, lâu quá mới nghe còn nói còn thông minh vậy đó. Sẵn cho đang buồn ngủ bắt bụng luôn nè, ăn no buồn ngủ. Đúng rồi. Cô kêu taxi tới một khách sạn nào sang nhất lại lên. Dạ. Từ từ. Gì vậy? Gì đó mẹ. Trời ơi con ơi, từ đã. Tiền bán ruộng bán vườn á, 10 phần xài hết 7 rồi. Xài nữa là chết. Cứ xài đi, nay mai này tôi làm giám đốc rồi, lúc đó tha hồ mà xài. Kêu taxi đi con. Taxi. Đây mẹ qua đây mẹ. Mẹ qua đây. Dạ, dạ lên đi. Lẹ lên. Lên. Mày làm sao? Trời ơi, mẹ ơi. Ủa sao vậy? Buồn ơi, đi taxi, buồn ơi, quá, tôi đi không được. Cứu taxi lại, chạy lên. Lên, xin lỗi. Mày biết sao không vậy? Chạy lên. Chứ mày lên xuồng đi, chứ mày lên xuồng trước đi. Có dầu không, lấy dầu cho mẹ. Thôi, lên xuồng là tao tỉnh rồi. Trời ơi thiệt, bà làm tôi quê quá bà ơi. Đi xuồng cho nó khỏe. Thì khổ rồi, tôi chạy. Bà làm cái thu vé luôn vậy đó. Thật sự ra thì khi mà anh Thơ nhắc đến cái chi tiết này chắc là không có nhiều người để ý đâu. Là khi mà David Phạm tham gia những cái vai nhỏ nhỏ trong những bộ phim mà anh Thơ vừa mới kể, như là Kiều Nữ Đại Gia hay là Cô Gái Xấu Xí. Đúng rồi. Thì lúc đó là cái ngoại hình của David Phạm rất là khác. Có nhớ lúc đó ngoại hình của mình như thế nào không? Đúng rồi, tại vì lúc đó là đang lớn, cơ thể đang phát triển. Mà lúc thì thích, chưa xác định được style nào của mình cả. Thì cứ để tóc dài. Mà David là người Lai, bố David là người Pháp Lai. Tóc xoăn giống như người nước ngoài. Nhưng người ta xem ta cũng chẳng biết là thằng này nói được tiếng Việt hay là nói tiếng Anh nữa, chẳng biết. Nó là như vậy. Khác. Lúc đó là do là chưa có định hình được phong cách của mình. Rồi đến khi nào rồi mới xác định được là mình cần phải thay đổi. Thực sự là con người mình lớn lên theo thời gian. Và mình cũng hay cập nhật vào những cái gu thời trang và những style nào nó phù hợp với mình. Thì David cập nhật những cái đó. Và ngày hôm nay nó là như vậy thôi. Có thể nói á, là vai diễn mà để cho công chúng biết và nhớ đến David Phạm đầu tiên thì phải kể đến là Gia Đình Số Đỏ, đúng không? Vai diễn, đây là một cái bộ phim mà thật sự là ngay từ khi mà tiến hành sản xuất thôi là đã được công chúng rất là quan tâm rồi. Tại vì có sự xuất hiện của cặp diễn viên rất là nổi tiếng và bây giờ cũng đã định cư ở nước ngoài. Mà David Phạm thì được nhận một cái vai diễn cũng rất là ấn tượng trong bộ phim đó. Thì không biết là cái cơ duyên nó đến như thế nào? Bắt đầu là rất là thú vị khi mà nghe
anh đạo diễn là anh Giang Công Diễn. Tại vì trước đó đã từng tham gia với ảnh một cái game show truyền hình thực tế, thì anh em đã biết với nhau. Khi mà sau đó anh nói là anh có dự án phim, thì sau một thời gian anh nói ê mày lên cái phim của anh, nay cũng mừng lên cast. Thì cái nói ê phim này là có Quang Minh Hồng Đào đó, mà đến bây giờ thì David vẫn gọi là cha mình mẹ đào. Đó, lên cast, mình cũng cast thôi, mình cũng chẳng nghĩ là nó hợp với mình cả. Thì anh mới nói một câu là đây là cơ hội của mày đó, mày không mà nắm bắt được là thôi, là đừng bao giờ nhìn mặt tao nữa. Là bắt đầu khi mà lên thử vai xuyên suốt 3 ngày, tất cả những tuyến nhân vật mà cùng với David là David đều diễn qua với họ hết, tất cả mọi người, và 3 ngày liên tục. Xong một thời gian sau, cái trước khi về quê nghỉ Tết á, anh nói ê cu qua Tết làm phim với anh. Cảm giác mà đầu tiên mà được cầm một đống kịch bản to đùng như này về nhà là lần đầu đúng không? Những cái bài diễn trước là đôi khi cả có một trang A4 đó. Xong rồi cái vừa mừng vừa nghĩ rồi, cái diễn tưởng rất là xa, đi quay này kia sướng lắm rồi hả, được chung với Trang Minh Mẹ Đào. Tại vì ngày trước là xem trên TV thôi, những rồi. Cái vở hài kịch này rất là thích. Xong rồi rất là may mắn khi làm việc tuyệt vời, cả ekip và cả cha với mẹ thích lắm. Cảm giác bây giờ vẫn như một gia đình. Vui lắm nha, bây giờ đã làm phim xong rồi. Lâu lâu hai cha con nhắn tin trên Facebook hay là Viber hay kia nọ, vui lắm. Có lần cha về nói ê thằng Quỷ, cha mày ở Việt Nam rồi nè, sao mày không hỏi thăm chơi vậy? Nói cha về hả? Mừng giống như thực sự là người cha thực sự mình của mình vậy. Lúc mà làm gì cũng vậy. Cha nói mày thế này, mày thế kia, rồi chỉ làm sao mà có cảm xúc thực sự, kể cả mẹ cũng vậy luôn. Như hồi nãy anh Thơ có nói đây với Phạm là một người mà có cái ngoại hình khá là đặc biệt, rất là bắt mắt, cho nên là rất là dễ để mà mọi người có thể nhớ ngay, dù có thể là một cái vai diễn nhỏ nào đó hay là một lần gặp thoáng qua. Thì cái đó cũng là một cái ưu điểm đúng không? Một cái thế mạnh. Tuy nhiên vì quá đặc biệt, nó cũng là một cái khuyết điểm. Đúng rồi, đâm ra nó cũng là một cái khuyết điểm. Ngay từ lúc mà bắt đầu học trong trường, thầy cô anh chị đi trước nói mày rất là đặc biệt. Nhưng mà cũng rất là khó để mà có phim nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà mày hãy cố gắng, khi mà mày có một vai rồi, đó là cơ hội của mày để người ta nhớ. Và điều đó đã trở thành sự thật đối với David trong cái phát tài và gia đình số đỏ. Vui lắm. Sau khi mà phim phát sóng được khoảng chừng 5-10 tập, David đi cà phê với bạn, cái con nhóc kia chạy sang nói chú có phải là chú biết chết liền không? Mới nhớ là thằng bé lại xem thêm phim. Xong cái hỏi câu cho chú đóng gia đình số đỏ đúng không? Mà sao chú đen quá vậy? Trời. Dạ. Nào giờ có thấy mình đâu có xài bãi này đâu. Thôi, bóc cho chắc ăn. Ôi, quá gì vậy? Hai, ra lụm lại ăn đi con. Ủa con? Mẹ. Trời. Mới rớt xuống à, mới có 3-4 giây thôi chưa có bệnh đâu, lẹ lên. Trời ơi. Lụm lên. Lẹ lên mày. Thổi sơ sơ là ăn được rồi con. Cái thằng ghê tầy. Lao tay đi. Thôi ăn đi nè. Lùa vô ăn đi con, lùa vô ăn. Lùa làm sao đây, tôi không biết lùa cái gì, cái khổ ghê vậy. Sống vậy là cái bộ tôi không quen rồi nha. Phải tập cho nó quen đi, mai mốt mình làm bà giám đốc rồi quý đâu mà phải tập đi. Sao đủ đi ăn nhà hàng nữa? Ăn ở đây không có cơm gì hết mà cũng đang thèm cơm. Út hộp với mẹ đó. Ăn nhiều đây thiếu tao nhét cả răng. Ăn luôn đi. Mày mệt quá. Ủa? Sao dĩa ba con Nguyễn vậy? Ăn không vô. Sao vậy? Tôi đang lo.
Lo gì lo? Kìa, đang tới. Trời, ăn thì cứ ăn đi, cứ lo cái tiền hoài. Ăn phải trả tiền chứ. Nè, nè, bà lo trả đi. Hả? Gì vậy? Gì vậy mẹ? Trời ơi, 957 ngàn. Mấy trăm vợ gạo của tao bay ơi. Mẹ, mẹ bình tĩnh đi. Mẹ tỉnh chứ, mẹ tỉnh mẹ mới quy ra được gạo chứ. Trời ơi, chết rồi, giết người bay ơi. Ăn cho biết chứ người ta. Giờ sao? Khổ quá, thì lấy tiền trả người ta chứ sao. Trời ơi, trả thiệt hả? Ờ. Trả 1 triệu luôn đi. Trời ơi, cái đồ giết tôi chết á. Ở thành phố đi ăn nhà hàng là phải bo. Không bo gì hết, trời ơi, 40 mấy ngàn á. Còn lại á, dư tôi mua bắp tôi ăn cả tháng trời còn được á. Khổ với bà quá. Ghê quá, ghê quá. Chú em, đi chứ không có đem sửa đi. Đi, anh chỉ biết nhìn mấy người đó thôi hả? Đi. Thì đó là một cái đặc biệt của David và cũng là một cái tương đối là kén gian. Đúng rồi, như mọi người nói đó, làm cho mình phải cố gắng hơn nữa, cố gắng nhiều hơn mọi người để bất kỳ một cái cơ hội nào đến với mình, đó sẽ là cái cơ hội để mình tỏa sáng. Rồi như hồi nãy David có chia sẻ là mình là người Lai đúng không? Có thể chia sẻ nhiều hơn về gia đình mình có được không? David sinh ra và lớn lên ở miền Tây. Ở miền Tây là ở đâu? Ở Long Xuyên. Ở Long Xuyên. Nhà có 5 anh em. Mà David là người giống cha nhất. Mặc dù là người Lai Pháp nhưng mà ít được tiếp xúc với nền văn hóa Pháp và ngôn ngữ Pháp. Thì David bắt đầu mới đi học tiếng Pháp dạo gần đây. Và song song đó thì cũng đi học thêm ngoại ngữ. Có thời gian rảnh thì đọc sách, xem phim để mà tăng cường cái khả năng suy nghĩ và mường tượng của mình cho những nhân vật nếu như mà mình nhận được. Rồi xung quanh đó thì David vẫn cố gắng giữ cho cái body mình nó chuẩn. Để hạn như là một tuần khoảng 2 buổi đi tới phòng tập thể hình để cho mình có một sức khỏe và có một cái ngoại hình dễ nhìn bắt mắt. Đặc biệt là đối với phái nữ. Rồi, cho tôi hỏi cái này, David Phạm, đây là có phải là tên thật của mình không? David có cái tên thật. Những người bạn và những người trong gia đình David thì sẽ biết được cái tên đó. Và David sẽ không chia sẻ ra ở trước ống kính như thế này. Nghĩa là David Phạm không phải là tên thật mà nó là một nghệ danh chứ không phải là tên giả. Nó là một nghệ danh nhưng mà lý do vì sao mà mình chọn cái tên này? Ngày xưa David đã từng xem một cái trận bóng rất là nổi tiếng, mà cái trận bóng đó là ai cũng biết đến bây giờ. Đó là David Beckham. Anh từ ở bên phần sân của mình sút một trái bóng qua tới bên kia và ghi bàn thắng. Lúc đó David đang đi học, còn học cái đứng ở trước cửa nhà người ta xem nha, xong bỏ học luôn không đi học. Xong người ta tắt tivi mới đi học. Và từ đó trong đầu David mới tìm hiểu là David Beckham là ai, là như thế nào, tại sao là David Beckham, tại sao mình không lấy tên được ra David nếu như mình có cơ hội. Và điều đó đã trở thành sự thật. David Beckham. Từ đó là lấy David là tên thần tượng và Phạm là họ của mình. David cũng thích đá banh. Rồi, cái này cho tôi hỏi riêng nha. Nghĩa là mình là lai giữa mẹ là người Việt Nam, cha là người Pháp đúng không? Nhưng mà làn da của David Phạm thì... Ở trên thế giới có rất là nhiều châu lục khác nhau, là 5 cái châu lục khác nhau. Thì người Pháp này họ cũng có nhiều người nhập cư vào từ ở những cái Africa hay là ở châu Á hay là ở đâu đó. Người Mỹ cũng vậy, nhưng mà ông của David là người Pháp gốc ở châu Phi, đại khái là vậy. Mà không biết là ở nước nào. Nhưng mà biết là ở Pháp. Rồi xong rồi gặp bà nội của David ở Sài Gòn. Rồi xong rồi đẻ ra cha David. Rồi xong rồi tới đây. Anh tính là David chỉ còn 25% là người Pháp thôi. Nhưng mà suy cho cùng thì nó cũng vẫn rõ nhất. Đúng rồi. Nhưng mà nhờ hưởng được cái gen đó của cha cho nên là mình đã sở hữu được một cái dốc dáng như là một gương mặt rất là ấn tượng như thế này. Thì mình xem đó như là một cái thế mạnh đấy ha, ở trong công việc này. Thì không biết là với cái thế mạnh này thì thời gian vừa qua có được ưu ái một cái vai diễn nào đó lạ hơn và cá tính hơn những cái vai diễn khác không? Đương nhiên là có rồi. Ông trời không bao giờ bất công một người là luôn cố gắng đâu. Năm vừa rồi thì David tham gia cái phim là Dấu Chân Du Mục. Nói về một cái gia đình có 3 người đi chăn bò thuê ở một vùng sa mạc ở Ninh Thuận. Thì David và một anh chàng là tính thì không phải là xấu, nhưng mà khi mình lớn lên á, xung quanh mình có mẹ với em gái mà cha không có cái bên cạnh mình á, thì mình không có được tiếp xúc những cái tốt nhất của người đàn ông để họ chỉ của mình. Thì đâm ra cái tính của anh chàng này á, rất là thẳng, thích thể hiện bên ngoài.
mày nói cái gì, tại sao mày phải làm với tao như vậy. Tao nói mày có nghe không? Tất cả đều lộ ra bên ngoài hết, không có sâu trong ánh mắt. Nhưng mà vẫn có một chút xíu động lại một con người đó. Bởi vì họ sinh ra một nơi hoang dã chứ không phải là họ muốn họ như vậy. Tao phải vô làng làm cho ra rẻ chuyện này, không để cho bọn nó sống khốn nạn vậy coi sao được. Còn mày nữa, mày không cẩn thận giữ mình rồi làm khổ cái nhà này. Một mình tao phơi ở cái sa mạc này là đủ rồi. Mày phải vô làng sống cho nó yên ổn. Con gái mà đi lang bạc như vậy sướng cái nỗi gì. Về làng sống cho nó yên con à. Còn cái thằng kia nữa, liệu có lấy được vợ không? Có đứa nào mà nó chịu theo mày lang thang như vậy không nữa. Đứng dậy mày. Mày đi theo tao ra cái đàn bò ngoài kia, mày cưỡi lên mua mày đi. Với cái bụt của tao nè, là cùng mua với cái đàn bò ngoài kia. Mày muốn thoát khỏi cái sa mạc này hả? Tao nói cho mày biết, mày muốn thoát khỏi hả? Mày quên đi. Nha. Không, con phải đi, con không ở nhà đâu. Mà đi đi. Vô làng hả? Mà định vô làng mà đôi co với cái bọn đầu gấu đó hả? Mà quên đi, ai mà nghe lời má. Ở cái sa mạc này á, toàn là cát và cát thôi, mạnh là ăn, yếu là thua. Không có công bằng gì ở đây đâu. Tôi nói cho mọi người biết, kể từ đây trở đi, nhà mình là ở đây, không có dọn đi đâu hết á. Lỡ đi đường mà con gặp nó thì tránh mặt ra. Nếu không á, rước họa vô thân. Thôi, con vô mà nấu cơm đi. Đi vô nấu cơm đi. Vâng ạ, đây cũng là hứa hẹn một vai diễn khá là cá tính, đúng không? Ngoài ra thì trong thời gian tới đây, David Phạm đã có nhận lời mời hay là tham gia dở dang một cái dự án phim nào đó mà cũng thú vị không? David may mắn là cũng được tham gia một cái phim chiếu rạp, đóng vai giống như người Việt Nam hay gọi là xã hội đen, gangster, hay là vậy, thú vị lắm. Được cảm nhận mình trên màn ảnh rộng, được làm việc chung với một ekip cơ bản là hơi bị lớn hơn so với những gì mình đã từng thấy qua. Rồi có những người bạn thật sự mà mình làm việc chung một cái team, một cái đội của mình, chung là rất là thú vị. Bất cứ một cái cơ hội nào đó như David đều thú vị. Không, mà nghe chia sẻ sơ sơ thôi về cái vai diễn này thì thấy là có hợp vai đó. Thì đa phần khi casting hay là thử vai cho bất cứ một cái phim nào mới thì người ta cũng bảo, ây mày đóng vai giang hồ được nữa. Và hiện tại bây giờ đang tham gia một cái phim truyền hình cũng là vai giang hồ. Nhưng mà David muốn muốn thật sự mà nói là giang hồ thì trong cái khoảng phạm trù nào của nó thôi, chứ không phải lúc nào cũng là giang hồ. Thấy vậy thôi chứ ngoài David hiền lắm, rất là hiền. Nhưng mà để đóng một vai gangster như vậy thì mình có phải đi học bỏ hay là phải luyện tập nhiều không? Trước khi bấm máy thì trong ekip sẽ tạo điều kiện cho mình làm quen với một cái ekip khác, đó là người stuntman hay là người đóng thế, để họ chỉ cho mình những cái thế đấm đánh né này kia cho nó phù hợp và đẹp trên khung hình. Thì bỏ ra tầm khoảng như một tháng hay là 3 tuần 4 tuần tùy theo cái lịch làm việc của mình và cái sự cố gắng của mình tới đâu thì để cho ra cái hành động tốt nhất. Khi mà tham gia phim này thì có nhiều kỷ niệm vui không? Bất cứ phim nào cũng đều có kỷ niệm. Cái phim này đánh nhau, chẳng hạn như là tập một cái bài từ 1 cho tới 10 động tác, phải nhớ rõ từng cái, mình không được nhảy từ 1 tới 5. Đang tập mà phải là để ý xung quanh này nọ các thứ, quên bài, bùm, bay vô miệng, chảy máu. Chuyện đó bình thường, David như vậy thôi, còn mấy anh chị kia còn phải bầm dập hơn nhiều lắm. Đánh nhau mà. Nhưng mà nhờ vậy mà nhớ dai đó. Đó sẽ là những cái vai diễn thật sự ấn tượng khi mà được David đặt hết cái tâm của mình, tình yêu nghề của mình vào trong đó. Thì tin chắc rằng là cũng sẽ nhận được cái sự đồng cảm từ phía quý vị khán giả. Và ngày hôm nay thì cảm ơn David rất là nhiều khi mà đã dành thời gian đến với chương trình như thế này. Chúc David sẽ gặt hái được thật là nhiều thành công ở tất cả những cái vai diễn trong thời gian tới mà David tham gia, cũng như là sẽ có thật là nhiều tiếng cười trong cuộc sống. Cảm ơn anh Thơ. Và David xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những quý vị khán giả
và những người bạn, những người thân thiết đã ủng hộ và luôn luôn động viên cho David. Xin cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì chương trình kỳ này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.